Chào các bạn, sáng nay mình cũng đã có đi rừng nữa các bạn. Hầu như là thường ngày mình hay đi rừng các bạn. Công việc mình là vậy. Mình đi tìm những cây phôi và những tổ ong khối các bạn. Để có khúc gì nó to theo suối này các bạn. Mà mình đi hồi nãy giờ. Chù. Ở đây đẹp các bạn. Cái này không phải bông trang nha các bạn. Nó là cây xô, lá rất to này các bạn. Thấy chưa? Cái lá này mình hay bó khối bắt ong này các bạn. Nó anh em khác gọi tên cây gì mình không biết. Hoa thì nhiều. Chú, bông bông thật to. Đây, mình chia sẻ đây bạn xem này. Đây, nó dòng họ nhà trang. Chứ nó không phải trang các bạn. Cái lá này bự lắm. Mình hay kích nó làm cái khối, bó khối đưa. Bắt tôi ăn khối các bạn. Góc nó thì nhiều góc khủng quán. To. Bạn có gấp nó này, nó khủng vô. Chứ mà hoa thì cũng đẹp các bạn. Chứ mà mỗi cái tội thì nó to quá. Đó mình kiếm cái khác các bạn. Đó gọi là cây xô các bạn. Kiếm thương có cây gì không? Mình đi nãy giờ mà chưa thấy gì. Tổ em cũng không thấy. Mỗi năm con suối đây nhưng có cái gì nhiều tổ em các bạn. Mà năm trước, năm ngoái, năm kia, mấy năm trước mình thì khai thác mật được mật rất nhiều. Nhưng năm nay thì ong nó ở đâu hết rồi. Nó không có dây đàn gì đây các bạn. Nên nó cũng có ít. Cây rừng các bạn, lộc vừng đang có hoa. Mình rủ vô đây thôi, có gì không? Không có thì mình đi ra, mình đi chỗ khác các bạn. Không có tổ ong nào cả. Cũng không có cây gì đó mình thích. Thôi, mình đi chỗ khác các bạn. Nếu có mình sẽ xin các bạn mình xin. Đây, mình đang thấy suối, mình gặp cây thích ngờ các bạn. Cây thích ngờ đây. Cái này già các bạn, nhưng mà nó không có lúa. Nó không có lúa các bạn. Cây thì già, nhưng mà lúa không có. Cái này mình không lấy các bạn. Cái dài. Lúa hoài không à, chỗ đây có lúa. Qua đây nó. Thôi, mình đi kiếm cây khác các bạn. Mình gặp cái bốn to chào bá các bạn. Lỗ đầu đây. Ui, chú cây này nó to. Nó chóc rỡ các bạn. Suối chảy này. Chóc hết rỡ. Trời mà cây này nó to. Một bài thân luôn. Mẹ cha ở. To dữ. Bự chào bá. Mình coi có cái rỡ nè, mình kích cái rỡ các bạn. Cái cây to quá, không trời. Trời, to khủng này. Đây, có một cái rỡ đây các bạn. Cái rỡ trong trong. Nhỏ nhỏ. Cái rỡ đây. Cái rỡ đây nó gẹp đá, nó cầu cầu đâu đây. Rỡ các bạn. Đây nó. Cái rỡ này không keo. Còn cái lên đây. Nó bò đâu vô đất các bạn. Để mình coi thử cái rỡ nào ok. Mình kích cái rỡ nó các bạn. Có cái rỡ nhỏ càng càng đây. Như con rắn. Đây các bạn. Mình đào tiếp một cái rỡ to nữa các bạn. Mình được một rỡ nhỏ này. Cam queo cắt kiếu. Bây giờ mình lấy tiếp cái rỡ to này nữa các bạn. Rỡ đây mình đỡ đây các bạn. Đào tiếp rỡ bự nữa. Cái này mình không lấy các bạn. Cái bên kia mình cũng không lấy.
mình lấy một cái rễ này nữa thôi để mình kích ra thứ nó ra sao. Mình đào nó ra rồi các bạn, kìa cái đầu rễ mình kích các bạn, đây mình được một cái rễ nữa các bạn. Cái rễ này nó có chiều cao là khoảng 75 phần các bạn, 70 và 70 các bạn, 70 cái dư chân rễ rộng khoảng 60 các bạn, to này các bạn. Cho mình được cái rễ lỗ đầu lá cách này các bạn, kẹt lá cách xíu, một cái rễ lỗ đầu các bạn. Đây các bạn, dù cái này mình rỡ này, từ từ mình tính sâu, cái này mình kết xác rồi. Nhìn trọng bãi ra vui các bạn. Cái này giờ mình ghép hai châu vô, muốn ghép loại lá gì đó ghép. Chú cửa mày lá kết. Ờ mình, thôi mình được hai cái rỡ các bạn. Còn lại cái mình bỏ bên kia. Còn cái này nữa các bạn, cái này nọ, cái nhỏ nhỏ nữa này, để mình đào thứ nó ra sao. Mấy cái rỡ bự đây mình không có lấy các bạn. Đây đây, mấy cái bự đây và cái bự bên kia mình không có lấy. Mình lấy một cái rỡ đây, một là hai rỡ nhỏ thôi, một rỡ nhỏ. Nó coi cái này thử ra sao nữa. Đây, mình được hai rỡ nhỏ nữa các bạn. Rỡ nhỏ mình lấy chỗ đây lên này. Mình được hai rỡ nhỏ. Rỡ nó nhỏ các bạn, không có to đâu. Coi đây, xin một rỡ to nữa này các bạn. Rỡ to mình bó lại đâu. Mình đỡ đây các bạn, tạm thời mình đỡ đây. Mình bó cái này lại nữa, mình đỡ vô đây luôn các bạn. Rồi mình răm thứ còn cái rỡ cái coi gì nữa không các bạn. Hai cái rỡ bốm nhỏ nhỏ. Mình đi mon men theo con suối các bạn, nãy giờ chưa thấy các bạn, không thấy tôi ăn nào, cũng không thấy được cái gì nữa các bạn. Chụp mấy cái xô to chà bá để mình dạo dạo thứ có cái gì nữa các bạn. Đây có cái đối màu này, cái đây là cái tiền lục bình này các bạn. Gỗ lên màu xanh, màu xanh ngọc các bạn. Chú, cái xô nở bông. Ui, lá xô này các bạn, to khủng hoảng. Đây, mấy cái lá trong mát này các bạn. Chú, so bằng tay mình biết rồi. Khủng khiếp không? Đây, mà bông nó này các bạn, bông to quá. Để một chành hoa. Bông này các bạn, bông này là bông cây xô. Bông thì rất đẹp, mà mỗi cái tội là lá to các bạn. Để mình coi đây thử có cái gốc cây gì không. Mình răm nữa thôi. Có gì mình chia sẻ các bạn xem. Xuống giờ mình đi các bạn, mình đào được một cái rổ bốm nữa. Đây các bạn, cái này nó cao, đo đường thẳng nó dài các bạn, mét 2 á. Như con rắn, nghĩa là mình được bốn cái rổ bốn các bạn. Đây, chỗ đây bự, nhưng mà chỗ đây là nhỏ, ở dưới đây nhỏ hơn các bạn. Đây và cái rổ bốn to của mình đây. Mình được bốn cái rổ các bạn, để mình coi thử còn cái nào nữa. Mình ra mình ghép tiếp một cây bốn các bạn, lần này là đào cây này. Chú lúa đào cây chứ không kích rỡ các bạn, cái này nhỏ có lùa âm thân, cái này nhỏ mình đào cây các bạn, cái rỡ đâu mà lấy. Chú nó mang lúa rồi đây các bạn, mình mới dọn sơ sơ rồi. Để mình đào mình lấy cái đây các bạn,
đào hy học nãy giờ các bạn. Mà có được nhiêu đây chưa chịu ra. Gai gai lỗ đào phơ chưa, chú quá chiều không mà chú chưa chịu ra các bạn. Để mình đào thêm nữa thôi, nó nằm chỗ nào chú cha gai. Mình đào âm vô đây các bạn, rồi mình kích cái đuôi chuột nó. Để mình đào xong mình sẽ xem các bạn xem nha. Mình kích hết rồi các bạn. Đây, không còn khe rỡ nào dính nữa. Mà nó dính nó lùm dơi các bạn, nó không chịu ngã. À, cái vụ đây quá phụ rồi. Chết chết. Để mình rã cái thân nó ra các bạn. Dài nó đứt hết rồi, đâu còn rỡ nào dính nữa đâu. Mình đào làm này các bạn. Khủng chưa? Dính lên dây chân chi thật đâu. Không chịu ngã. Để mình kết cái thân ra các bạn. Mình xách lên mình tơ gọt hết các bạn. Tơ gọt hết còn được nhiêu đây. Cao các bạn. Tôi cao nhiêu. Mình tơ lên. 1 gram. 2 gram. Cao 50 các bạn. Thân cao cao 50. Hoành thôi. 1 gram. 2 gram. Hoành tao bấy 80. Chua. Chà. Đây mà kiêng với cái đống rỡ kìa nó chết chết. Đây các bạn. Đây mà vác cái đống rỡ nó là rầu xem không. Xem rồi. Trời. Nặng. Dù quá đất mà cũng nặng các bạn. Chán thiệt. Đây. Mặt đây nó bị lúa này. Trời. Mình ngóc lúa. Con cái rỡ đang nói. Đây là lúa. Thôi, mình mình dắt nó về các bạn. Để bây giờ mình còn xuống mình ôm đống đỡ mình dưới kia nó. Chù giờ tới xe. Dắt bao nhiêu đây đi là. Đèn mẹ chớ. Rồi, mình được 4 giờ 4. Với một cái bóng các bạn. Chào các bạn, hẹn các bạn ở video tiếp theo.